Chào mọi người nhé. Đây là máy đo nhiệt này. Nhiệt bây giờ tầm 29 29-30. Thời tiết thì không được đẹp lắm, mưa, ướt, lạnh. Nhà em có nuôi gà nhá. Đây là phòng ấp này. Kín. Tất cả phải kín. Bởi vì là ốc nó không thích gió đâu. Mình cứ kín này. Nhiệt độ tốt này. Bóng sưởi nhà em này. Đấy. Đen kín hết luôn. Trừ những mọn nào không phôi thì thôi, mình phải chịu như là như đu đủ này. Ở dưới thì đục thùng nha. Lưới này nở đầy luôn. Nhưng mà giờ thời tiết ngoài không đẹp nên là mình không thể thả ra ngoài được. Thùng nào thùng ấy. Đen kịt. Nhiệt trong phòng lúc nào cũng từ 28 đến 30 độ. Đen hết. Một cân trứng thì nó sẽ nở tối đa được khoảng 14 vạn. À 11 vạn tư, nhầm. 1 vạn tư nếu mà mình ấp tốt. Nhưng mà 1 vạn tư thì thường ra được môi trường sống ra bên ngoài thì nó khoảng được tầm 1 vạn thôi. Thì mình cứ tính trung bình 1 cân trứng nở được 1 vạn. Đẹp xuất sắc. Nhìn bao phê luôn. Con giống mới nở đây. Mới nở đây mọi người ạ. Mới nở vỏ còn vàng nguyên. Sau khoảng 3 ngày thì nó sẽ chuyển sang màu đen kịt. Ốc mới nở vỏ rất là vàng. Đấy. Đây là trại ốc nhồi Tân Mỹ. Địa chỉ ở chân cầu Trà Lý, Thái Thọ, Thái Thụy, Thái Bình. Chào mọi người nha, cảm ơn mọi người đã xem video.